Vững Bước Tương Lai đã trở lại vào 16 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV9, chương trình chuyên biệt về giáo dục cần thiết cho các sĩ tử trong mùa tuyển sinh năm 2024. Cập nhật những thông tin tuyển sinh chính xác từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hàng đầu, tư vấn hướng nghiệp hữu ích về cơ hội việc làm và xu hướng nghề nghiệp hiện nay, trải nghiệm thú vị về những ngành học ấn tượng đặc biệt mà thí sinh không thể bỏ lỡ. Đón xem Vững Bước Tương Lai 16 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV9 bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 2024.